Preview. Tất cả quý khán thính giả đang quay trở lại cùng với phần chia sẻ và bình luận trên kênh của Quỳnh. Kính thưa quý cô, chú bác, anh chị em, lời đầu tiên chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi, để lại những lời bình luận trên tinh thần bước ra khỏi sự khác biệt bằng sự văn minh và tử tế. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ Quỳnh trong suốt khoảng thời gian qua. Và kính thưa quý vị, đây là một chương trình đặc biệt vì tôi live ở trên hai channel. Vì hồi sáng tôi định là tôi sẽ like một channel thôi, nhưng mà bởi vì tôi đã trở lại trên kênh chuyên đề số 1, kênh Áo Đỏ, kênh mà quý vị đã từng biết tôi khi tôi chọn chủ đề tỉnh thất bồng lai để phân tích, thì có thể nói rằng là sau một thời gian bị bịt miệng, ít nhiều tôi cũng đã gỡ được một số cái copyright để quay trở lại với khán giả. Cho nên xin chào 500 anh em trên kênh chuyên đề. Vì có rất nhiều khán giả biết tôi ở kênh chuyên đề xã hội, chứ không phải là biết tôi từ trên kênh mà liên quan. Cho nên là ai gặp tôi trên kênh Áo Đỏ, chúng ta nhìn thấy nhau trên kênh Áo Đỏ. Tôi đang chào tất cả các khán giả trên kênh Áo Đỏ, lâu quá chúng ta mới nhìn thấy lại nhau ở đây. Mặc dù cái mặt tôi ngày nào cũng xuất hiện, nhưng mà quý vị có thể thấy rằng là gặp nhau ở kênh chuyên đề số 1 này là để cho nhiều người sẽ nhìn thấy. Đây, các khán giả đang ở kênh bình luận chính trị xã hội sẽ thấy. Đây, quý vị sẽ có thể chuyển sang nhà này. Nếu mà quý vị muốn tìm thấy tôi ở trên kênh chuyên đề, thì đây là cái livestream tôi đang chia sẻ ở trên cả hai channel. Dù sao thì tôi cũng có cái cảm giác rằng khi mà ở kênh chuyên đề, với cái cảm giác mà mình bị bịt miệng mà mình không im tiếng, nó vui. Mặc dù là ở đây thì khán giả sẽ thấy là chúng ta thường thường chúng ta gặp nhau không chỗ này thì chỗ khác, nhưng thành quả của tôi sau khi tôi bị bịt miệng mà tôi vẫn có thể tiếp tục live, thì cũng chính là cái nội dung mà quý vị có thể nhìn thấy rằng đã gặp lại rồi. Để trở lại thì tôi cũng sẽ trình bày cho khán giả theo dõi một số cái diễn biến nó diễn ra. Chúc mừng kênh chuyên đề trở lại đã lợi hại hơn xưa. Tôi cũng không có để là ai subscribe tôi mới. Tôi đã tắt đi cái chế độ là chỉ có subscribe mới có viết comment được. Tại vì có nhiều bạn bảo rằng là tôi muốn là kéo hoặc là bắt người ta phải subscribe mình rồi mới viết. Thì ở đây là xin chào quý vị, em đã trở lại trên kênh chuyên đề. Cái kênh này là cái kênh sóng gió. Và hôm nay thì cũng sẽ chia sẻ để anh chị nhìn thấy rằng nếu mà làm YouTube kiểu như tôi đó, thì e rằng là người ta sẽ không có sống sót nổi. Thì không phải một lần. Quý vị nhớ chúng ta gặp nhau ở đây là vì gì? Trên kênh Áo Đỏ này thì khi gặp nhau là nhờ người ta chỉ đưa link lên thấy có một kênh thôi. Tôi đang ở hai kênh chứ. Quý vị sẽ thấy đây là kênh Áo Đỏ nè. Đó, cái kênh Áo Đỏ có cái mặt đỏ đỏ đang viết lên kìa. Còn bên kia là kênh Áo Trắng. Hai kênh nó khác nhau mà. Nhưng mà thôi thì mọi người cứ chịu khó tìm tôi đi. Tại vì đây, đây, đây là kênh Áo Trắng. Quý vị thấy Áo Trắng, Áo Đỏ, Áo Trắng là nó có cái dấu tích ở bên cạnh. Mình gặp nhau, gặp được khán giả ở trên kênh Áo Đỏ là nhờ ông Thích Nhật Từ. Ông Thích Nhật Từ đã giúp cho tôi gặp khán giả. Chứ còn bởi vì nếu mà ông không có bịt miệng tôi ở trên kênh chuyên đề số 1 là cái kênh này, thì làm sao tôi có thể gặp được khán giả ở trên kênh số 2. Cho nên là tại vì ổng dắt cho tôi đi từ chỗ này sang chỗ nọ, thì nhờ vậy thì mình mới trưởng thành hơn. Cho nên nếu mà trở lại thì người đầu tiên phải cảm ơn là cảm ơn Thích Nhật Từ. 17 cái clip đã khiến cho tôi lập ra kênh số 2. Rồi nhờ kênh số 2
là nhờ dư luận viên, nhờ những người muốn bịt miệng tôi trong vụ tỉnh thất bồng lai, tôi đạt được 100.000 subscribe. Cái gì nó cũng có cái lợi và cái hại cả, nhưng tôi chấp nhận những cái thiệt hại về mình để đạt được cái lợi chung là sự thật và công bằng cho quý vị. Và ngày mùng 3 Tết là cái ngày thánh hóa công ăn việc làm ở bên đạo tôi, mà kênh chuyên đề số 2 đã trở lại, thì tôi cũng thông báo luôn là từ giờ đó tin tức thì tôi vẫn sẽ live ở trên kênh chuyên đề áo trắng, nhưng trên kênh bình luận chính trị xã hội, nhưng mà đến kênh chuyên đề thì tôi sẽ quay ngược trở lại với cái kênh chuyên đề như bình thường, phân chia ra rõ ràng để làm gì, để cho những ai muốn theo dõi tin tức thì cứ thoải mái theo dõi tin tức, người nào muốn quan tâm tới các vấn đề trong xã hội thì thoải mái qua kênh chuyên đề. Tôi không muốn các khán giả nghĩ rằng là một cái channel mẹ nấm chỉ để nói về tỉnh thất bồng lai không. Chuyện nào ra chuyện đó, chuyện nào cần nói tôi vẫn sẽ nói, chuyện nào cần bàn tôi cũng sẽ bàn, và chuyện gì mà bịt miệng tôi thì tôi càng phải lên tiếng. Nói sơ để các khán giả có thể hiểu sơ về cái việc bịt miệng. Thứ nhất là quý vị nếu mà nhớ trước khi mà tỉnh thất Bồng Lai vừa bị khởi tố đó, là ngày 4 tháng 1, là ngày đó cũng chính là ngày mà tôi bị strike copyright luôn. Đây, ngày đó là tôi bị đánh bằng những cái clip mà nó liên quan tới bà Nguyễn Phương Hằng trước. Và cái chiến thuật đánh của lúc này bịt miệng tôi đó là không còn sử dụng một cái YouTube cụ thể nữa, thưa quý vị. Họ làm lúc đầu là họ làm ba cái clip, và những cái clip mà họ muốn bịt miệng tôi ở thời gian đầu tôi để màn hình lên cho khán giả là Nguyễn Phương Hằng phải học cách chống dịch của Việt Nam, Trần Quốc Vũ, luật sư Trần Quốc Vũ kiện ngược tỉnh thất Bồng Lai, và một cái nữa là cái liên quan tới bà Lê Kim Huệ, ba cái clip đầu tiên từ ngày 4 tháng 1. Và quý vị cũng biết họ khôn là họ không có để tên Thích Nhật Từ nữa, cho nên ở trong này quý vị thấy là cái lý do mà lấy cái video clip xuống nó liên quan tới Fellowship Travel International. Vậy thì Fellowship Travel International đó là ai? Tôi cũng đã báo cáo với YouTube, đây là cái dịch vụ mà chuyên bịt miệng người khác một cách có tổ chức. Và quý vị biết đó, đó là một cái công ty nó liên quan tới là công ty này thì nó liên quan tới du lịch mà nó nằm ở tiểu bang Virginia, ngay tại nước Mỹ này luôn. Vậy thì một cái công ty liên quan tới du lịch mà nằm ở tiểu bang nước Mỹ thì mắc mớ gì lại có cái chuyện là đi strike copyright người khác? À, của tôi vào cái website của họ để tôi kiếm đó, thì quý vị cũng đọc ở trên đây trên màn hình là tôi cung cấp hết tất cả những cái bằng chứng này cho YouTube, để YouTube phải thấy rằng là cái việc mà bịt miệng người khác có hệ thống bằng cái cách đi strike vô tội vạ, nó đã vi phạm chính các cái tiêu chuẩn nguyên tắc của YouTube, trong khi YouTube là có cái luật fair use cho phép người sử dụng đó, họ có thể sử dụng cái nội dung của người khác ở một trong một cái chừng mực nào đó để phân tích, để làm tư liệu, và YouTube đã có cái luật đó, thì tại sao lại có cái câu chuyện này? Và cái chuyện strike copyright này nó chỉ có ở Việt Nam, các YouTuber Việt Nam, hoặc là chiến lược này là chiến lược của an ninh mạng. Đối với trường hợp của tôi thì tôi nghĩ rằng nó là một cái chiến lược bịt miệng rất là có hệ thống. Và cái công ty mà bịt miệng đó là công ty Fellowship Travels này đó, thì quý vị vào công ty travel mà có người ta viết ở sau là I have a channel YouTube was copyright strike your channel. Can you help me remove copyright from YouTube? I will pay you and remove the video from YouTube. Như vậy là cái nhân vật mà sử dụng cái website Fellowship Travel này chưa đến lúc tôi đụng tới, tôi chưa lôi ra những người mà đứng đằng sau cái công ty này là vì sao? Để coi có liên quan tới Thủy Phan không đã, tại bên Mỹ mà. Bên Mỹ mà, cho nên là mình để coi có liên quan tới Thủy Phan hay không. Và quý vị vào trong cái website của công ty này đó, quý vị sẽ thấy là Dear sir or madam, we are so sorry that we have violated the copyright of your company. Our video are intended to solely on the for purpose of educating Vietnamese American about. Đó, tức là người ta vào xong
Người ta bị strike copyright xong rồi viết thư năn nỉ xin lỗi, rồi tôi bị đánh video bởi vì tôi dùng cái này cái kia, rồi bạn đã strike copyright tôi sẽ xin lỗi bạn, tôi sẽ trả tiền cho bạn, đủ thứ hết. Nhưng cái công ty này lại là một cái công ty vận hành trên cái nền tảng, nó là một cái công ty du lịch. Vậy thì cái lý do nào, ai, nhân vật nào đứng đằng sau để làm cái này thì tôi sẽ hẹn quý vị trong nhiều loạt chủ đề liên quan tới việc bịt miệng tôi trước. Nhưng mà cái chiến lược bịt miệng tôi ngay ngày mà Tỉnh Thất Bồng Lai bị khởi tố là nó xuất phát từ nhân vật, từ người điều hành cái website này. Sau đó tôi đi tìm kiếm coi người này là người nào. Thì thưa quý vị, nhân vật này là nhân vật có tên gọi là Tuấn Su, lại có liên quan tới Quảng Bình quê ta ơi, biết đâu Quảng Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa gì đó có liên quan tới Thủy Phan hay không thì từ từ mình tìm kiếm. Nhưng mà nhân vật mà đã strike copyright của tôi hôm nay có gì tôi show lên đó để cho biết rằng là strike tôi thì nó cũng có cái lợi có cái hại, strike thì tôi cũng được kiếm được cái đối thủ của mình là ai. Và người có tên gọi là Tuấn Show này là người đứng một số cái domain như bất động sản miền Trung, rồi trong đó có cái dịch vụ quảng cáo là dịch vụ xóa video RIP, RIP tức là Rest in Peace, tức là xóa kênh YouTube đó quý vị. Và họ tự họ đưa ra đây dự án The Sang Villa Quảng Bình đó. Và chưa kể nữa là đây là một cái nhân vật mà quảng cáo hẳn luôn trên YouTube luôn. Đây. Đây. Được quảng cáo hẳn trên Facebook chứ, xin lỗi quý vị. Shop làm đụng đến tôi thì tôi cũng phải đi kiếm chứ, để coi thử coi là người nào, là người nào. Mà tôi kiếm thì đương nhiên tôi cũng sẽ không có sử dụng cái tư liệu này cho một mình tôi, cho một mà cho bản thân tôi, mà tôi sẽ gửi cho YouTube. Và sau khi có thể là đã đọc được cái email của tôi gửi cho YouTube nói về vấn nạn này, cho nên cái chiến lược thay đổi là không strike copyright thông qua công ty này nữa mà chuyển sang một nhân vật khác và tôi sẽ cập nhật tiếp. Nhưng ở đây là quý vị thấy họ rõ ràng là họ có quảng cáo ở đây là chúng tôi có dịch vụ nè, quảng cáo rầm rộ trên Facebook luôn quý vị. Đây đây là cái trang Facebook đã strike copyright tôi ngày 4 tháng 1, dịch vụ xóa video rip kênh YouTube vẫn nhận xóa video rip kênh YouTube, đập gãy bản quyền video content re-up, rồi nói xấu đối thủ cạnh tranh, chơi xấu inbox đó. Dịch vụ này là cái dịch vụ mà nó rầm rộ ở Việt Nam lắm, cho nên mới có cái câu chuyện mà xóa bị strike copyright thì là làm gì, là gỡ một gậy là ba bản, gỡ một gậy là 4 triệu đó khán giả nhớ không ạ? Tôi mà strike thì gỡ một gậy là 4 triệu, cho nên là mình đối diện với cái gì thì tôi cũng phải đi tìm kiếm một cách rõ ràng. Ở đây đây chỉ là nhân vật là đương nhiên là đánh thuê rồi. Vậy thì nếu mà nhân vật này đó, mà nhân vật này mà đi tìm kiếm, thời buổi này ở Việt Nam chuyện gì cũng có thể, nhưng mà tôi không coi nó là câu chuyện giữa từng cá nhân, mà tôi coi đây là câu chuyện của một cái chiến lược bịt miệng rõ ràng, chứ nó không phải là cá nhân. Nó không phải là cá nhân, và cá nhân riêng đối với cá nhân tôi là nó là một câu chuyện, nó là chiến lược rõ ràng. Từ đội ngũ của Thích Nhật Từ ngồi canh từng phút, phút thứ mấy, giây thứ mấy đưa lên, cho tới cái việc strike copyright ba cái để thử, và họ strike nhịp nhàng lắm. Ngày 4 vừa hết 14 ngày xong là ngày 18, thì ngày 19 tháng 1 họ strike tiếp tôi liên tục mười mấy cái clip nữa. Và đây chỉ mới là bước 1 của ngày 4 thôi, khán giả chỉ mới thấy có phần 1, cảnh 1 thôi. Còn đến màn 2, cảnh 2 thì quý vị sẽ nhìn ở đây, màn 2, cảnh 2 là sau ngày 18. Đây. Quý vị nhìn thấy là sau ngày 18, là từ ngày 19 trở đi nguyên một loạt các cái clip là strike copyright tôi, kể cả trong lúc tôi đang ngủ luôn. Ngủ dậy là nhìn thấy mưa gậy tới tấp. Nhưng tôi nói rồi, cái gì không giết mình được thì nó sẽ làm mình mạnh hơn. Và họ canh vừa đúng cái thời hạn là YouTube buộc phải cả thả mình ra đó, thì strike tiếp nữa.
Và cái strike ở đây là quý vị thấy không? 6 strike copyright liên tục mười mấy cái clip bắt đầu từ ngày 19 tháng 1 đối với cái channel ở trên này. Vậy thì tôi mà trở lại được thì tôi sẽ duy trì như bình thường. Tức là tin tức thì khán giả đang nhìn thấy. Đây, quý vị nhìn thấy nè, hàng loạt các cái clip mà nó liên tục như thế này. Và tính đến thời điểm này là 4 tuần rồi. Tính đến thời điểm này là 4 tuần rồi. Cho nên sau cái chủ đề này đó thì quý vị sẽ thấy ở đây là từ từ họ strike tôi ngay thời điểm nào quý vị chắc cũng sẽ thấy chứ. Ngày 4 tháng 1 Tỉnh Thất Bồng Lai vừa bị khởi tố là channel tôi không livestream được nữa. Và họ nghĩ rằng là tôi sẽ không dám livestream ở trên kênh chuyên đề, để trên kênh bình luận chính trị, tức là kênh mà tôi vừa đạt được 100.000 subscribe. Bởi vì họ sợ là trong cái tâm lý mà bị strike copyright thì sẽ mất YouTube, sẽ không có livestream được. Cho nên họ nghĩ rằng là tôi sẽ không nói nữa, và cũng sẽ nghĩ rằng là người ta sẽ không quan tâm, không theo dõi. Bởi vì trong cái strike copyright kênh bình luận chính trị của tôi đó, thì có thể là nhìn thấy rằng là quý vị thấy đó, nó có những cái khó khăn mà không phải cái khó khăn nào tôi cũng nói với khán giả đâu. Có nhiều khó khăn mà tôi tự nhận đó là cái khó khăn mà tôi phải vượt qua. Và tôi vượt qua được thì tôi mới chứng minh cho người khác được rằng là tôi làm được. Cho nên mai mốt sau cái vụ này xong, có khi tôi mở luôn cái dịch vụ là gỡ strike. Theo khán giả tôi có nên mở dịch vụ đó không? Bởi vì anh chị nào bị chừng vài ba cái clip thôi, chứ còn là tôi là một lần một đống cái clip như vậy đó. This is illegal of blackmailing and threaten and abuse. YouTube need to be aware and eliminate. Đó, cho nên tôi không có kiếm được cái kênh YouTube chính strike tôi quý vị. Bởi vì bây giờ đó, cái chiến lược của họ là gì? Cái chiến lược của họ là đưa ra một cái nhân vật khác. Thay vì đưa ra cái tên công ty thì tôi mò ra nhanh quá, cho nên họ lại đưa ra một cái chiến lược khác. Cái chiến lược này là chiến lược liên quan tới một người tên là gì? Là Mr. Abu, mà tôi không biết Mr. Abu đó là ai. Mà cái clip mà tôi bị xóa đó là cái clip liên quan tới Lê Thanh Minh Tú nữa mới là hài hước chứ. Và từ đó, từ cái chiến dược lịch dược này đó thì họ sẽ đưa người ra để bình luận rằng á là tôi tự xóa clip của tôi. Quý vị thấy có người nào mà ngu dại đến cái độ mà làm clip xong rồi làm YouTube xong tự đi strike mình không? Đây, quý vị thấy cái chiến lược strike lần thứ hai đó là họ sử dụng một cái nickname là Mr. Abu. Tôi không có kiếm được cái nickname này là người nào. Chưa kiếm Mr. Abu, tôi đâu biết đó là ai đâu. Và cái nội dung mà họ cho rằng tôi xài của họ là họ lấy lại hết các cái video của tôi, xong họ re-up lên và để cho các cái bọt, các cái nick ảo từ cái đánh dấu từ Vlog 01 cho tới Vlog 09. Đây, bây giờ là cái chiến lược đã thay đổi. Đương nhiên tôi cũng sẽ báo với YouTube về cái chiến lược này để làm gì. YouTube cũng phải bảo vệ người sử dụng đàng hoàng chứ. Người nào chơi đúng nguyên tắc, đúng đàng hoàng thì YouTube phải bảo vệ người đó chứ. Đây, quý vị nhìn thấy là Mr. Abu Vlog 01. Rồi tiếp nữa là hàng loạt những cái kênh khác. Các anh chị nào mà chưa từng bị strike thì chuẩn bị tinh thần đi nha. Họ cũng sẽ strike theo kiểu này đó. Cứ bình tĩnh mà chơi thôi. Vlog 01 cho tới Vlog 09 thưa quý vị. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 á. Là xuất hiện rất nhiều nick ma, nick ảo. Và để mà làm gì? Để mà tự nhận vơ rằng là những cái clip, trong đó có những cái clip tôi tự mình làm ra đó, là họ cho rằng cái nội dung đó là của họ. Nên đây, những hình ảnh này thì tôi chụp lại để làm bằng chứng, vừa cung cấp cho YouTube mà vừa tự bảo vệ mình luôn. Và nên nhớ rằng là tôi đã là cái việc tham gia YouTube thì phải đúng cái luật chơi của YouTube. Không phải là vì tôi tài ba gì, mà ở đây nếu mà nói rằng có chiến lược này thì tôi không chỉ tranh đấu cho một mình tôi, mà còn tranh đấu cho tất cả những người bị strike copyright vô tội vạ khác nữa.
Và YouTube nếu mà họ phải thay đổi cái luật chơi này, đặc biệt là đối với việc mà các YouTuber ở Việt Nam đã sử dụng cái chuyện strike copyright này để một là kiếm tiền, hai là gây rối loạn trên mạng xã hội, thì YouTube cũng buộc sẽ phải xem lại cái chuyện này. Bởi vì sao? Bởi vì chính YouTube cũng đã quá mệt mỏi với cái cộng đồng YouTube Việt Nam. Cho nên ở đây đó, cái chiến lược này tôi đã nói, nó không phải là của cá nhân, nó cũng không phải là của lính đánh thuê, nó sẽ là chiến lược mà ban tuyên giáo họ sử dụng. Họ bịt miệng bất cứ người nào mà họ cho rằng là họ muốn bịt miệng và cần bịt miệng trên mạng xã hội YouTube, trong bối cảnh người dân thì thay đổi cái cách thức tiếp cận thông tin trên mạng xã hội. À, quý vị cũng sẽ thấy đó là họ từ lộ diện là Thích Nhật Từ chuyển qua một cái công ty là Fellowship Travel, rồi bây giờ là Mr. Abu nào đó. Tất cả nó đều có chiến lược chiến thuật hết. Và tệ hơn nữa là cái chiến lược chiến thuật này được bắt đầu đưa ra bởi một số nhân vật mà tôi cho là có khá có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Họ bắt đầu vu vạ. Ngoài cái chuyện bảo rằng bắt đầu tiên đi chụp mũ là tại Lê Thanh Minh Tú lên kênh tôi cho nên tỉnh Thất Bồng Lai mới bị bắt. Đó là bắt đầu cái chuyện thứ nhất, là để vô hiệu hóa cái sự ủng hộ của Lê Thanh Minh Tú dành cho những người mà đã từng sống chung với mình là tỉnh Thất Bồng Lai. Thì quý vị cũng biết Lê Thanh Minh Tú là người đại diện hợp pháp của cụ Lê Tùng Vân, cho nên là Lê Thanh Minh Tú đứng ra có thể thuê luật sư được, và cũng không ai nghĩ rằng luật sư có thể vào được thông qua ngã đường đúng chính thức hợp pháp là Lê Thanh Minh Tú. Khi mà Lê Thanh Minh Tú viết đơn gửi cho luật sư thì trước đó có một cái sự kiện cố, là nếu quý vị còn nhớ sự kiện chứ, là ngày 30 tháng 12 trong khi tôi đang đi San Antonio chơi với gia đình người thân, thì tôi có thực hiện một cái cuộc phỏng vấn Tú ở trên Zalo, và chúng tôi có nói chuyện trực tiếp với quý vị, và cái clip đó là cái clip đã bị strike để đem xuống. Và có nhiều người nói rằng là tôi đạo diễn, tôi mớm mồi cho Tú, nào là Tú không phải là con, rồi bây giờ là con đủ thứ. Có thể trong một cái câu chuyện dài của chúng tôi nói ra đó thì người ta chỉ bắt vào một hai câu, nhưng quý vị sẽ biết rằng cái buổi nói chuyện cuối năm với Lê Thanh Minh Tú nội dung là gì. Nội dung của Tú là Tú là một người đã từng sống ở Thánh Đức và là người được cụ Vân nhận, và trên giấy tờ hợp pháp Tú là con của cụ Vân trong khai sinh. Và tôi chỉ biết đến đó thôi. Còn sự thật nó ra như thế nào thì muốn công an phải mời Tú đi làm việc hoặc điều tra Tú. Thì ở đây cái chuyện mà họ tấn công vào Tú và tấn công vào tôi sau khi có người đưa video lên, mà anh này là anh Dương Quốc Chính, tôi hôm nay tôi nhận diện ảnh là dư luận viên luôn đó. Anh này ảnh bảo rằng là ba cái clip Tú nói với mẹ nắm về thân phận con đẻ ông Vân đã bị thủ tiêu nhé. Trong cái clip đó tôi đâu có nói rằng là Lê Thanh Minh Tú là con ruột hay con đẻ hay con gì. Là con trên giấy tờ thì trên giấy tờ cụ Vân là cha của Lê Thanh Minh Tú. Thì cụ Vân nhận nuôi Tú hoặc là như thế nào, câu chuyện của Tú và cụ Vân đó không phải là chuyện của tôi. Và tôi chỉ nhìn thấy cái điểm sáng đó là Tú có thể đại diện được cho cụ Vân để kiếm luật sư, và các luật sư cũng đã nhìn thấy cái điểm sáng đó. Vậy thì dư luận viên tấn công vào Lê Thanh Minh Tú có chiến lược rất bài bản. Thậm chí lại bảo rằng là video đó là kênh của mẹ nắm, hình ảnh trong video chỉ có mẹ nắm nên bị xóa được bản quyền là rất nhảm, mà nó xóa đúng ba cái clip tao đưa ra. Rồi thậm chí còn bảo rằng là không lưu, ai ngờ nó chơi bẩn đem xóa chứ. Ngày hôm nay hai trong ba cái số cái clip mà ông Dương Quốc Chính nói bị xóa đó, thì sau khi chờ đợi thì quý vị cũng đã thấy là nó đã hiện ra ngược trở lại. Nó hiện ra ngược trở lại chứ nó có không hiện ra đâu. Cho nên mình nhìn thấy ở đây là cái gì mà tôi đưa ra đó thì quý vị cũng sẽ hiểu rằng là nó có một cái chiến lược chiến thuật hết. Cho nên tôi mới nói đó, làm cái gì mình cũng phải suy nghĩ tới người khác hết. Và những cái clip mà tôi bị xóa thì bảo rằng là tôi xóa đó, nó liên quan tới Lê Thanh Minh Tùng và Lê Thanh Minh Tú, thì nó đã hiện ra trở lại ở đây chứ có xóa cái nào đâu. Đấy, tôi cũng chứng minh luôn để khán giả thấy đó. Những cái nội dung mà cho rằng là bị xóa, và thậm chí họ nói rằng đây còn đổ lỗi cho Tú, xóa mới ghê chứ. Sau khi đổ lỗi cho tôi không được, vì tôi chứng minh bằng một cái bài viết khác là chiến lược bịt miệng của Cộng sản trên YouTube. Thì Dương Quốc Chính là cái người mà
tiếp tục đổ lỗi cho Tú bằng cái cách cho rằng là Tú đánh bản quyền tôi. Đây, có người vào hỏi là tại sao video đăng cả năm trước. Thực ra anh này đó, ảnh không có vào vụ Tỉnh Thất Bồng Lai, ảnh chỉ vào khi Tỉnh Thất Bồng Lai bị khởi tố thôi, cho nên cà chập cà chen nắm thông tin không có đủ. Rồi cái clip mà tôi phỏng vấn Tú là ngày 31 tháng 12 năm 2021. Chỉ có vài ngày sau khi Tỉnh Thất Bồng Lai là ngày 4 tháng 1 năm 2022, thì chưa tới một tuần mà quý vị. Thì nó bị strike copyright mà ảnh bảo tôi là cái video đăng cả năm trước không bị chặn. Ngay sau khi mình phân tích thì nó lại bị chặn. Làm sao tôi biết được họ strike khi nào? Nếu nó hiện lại thì có thể là thằng report là Tú hoặc nhóm thân với Tỉnh Thất Bồng Lai. Khả năng Tú là cao nhất. Vấn đề là Nấm và Tú thân nhau nên Nấm phải biết. Thực ra video bất lợi cho chính cá nhân Nấm nữa nên bị nghi không có gì là lạ. Không có video nào bất lợi cho tôi hết, bởi vì tôi là người đi tìm kiếm sự thật. Nếu Lê Thanh Minh Tú nói sai thì Lê Thanh Minh Tú sẽ chịu trách nhiệm về những gì mình nói. Chứ đâu có cái gì mà là tôi phải chịu trách nhiệm hay là nó ảnh hưởng. Nó ảnh hưởng tới tôi là khi tôi giấu. Cho nên cái clip mà nói về Lê Thanh Minh Tùng đó, từ kẻ đi tìm cha đến kẻ lừa đảo bậc thầy trên mạng xã hội, và cái clip thứ hai là Lê Thanh Minh Tùng qua góc nhìn của Lê Thanh Minh Tú, nó vẫn được hiện ra ở đây. Anh chị nào muốn xem thì có thể vào kênh chuyên đề Áo Đỏ để xem, vì có nhiều người sẽ chưa xem những cái clip này. Cho nên là đây, anh chị sẽ thấy rằng là sau khi mà YouTube giải quyết xong thì nó đã hiện ra lại. Vậy thì họ đi tấn công tôi ngay cái thời điểm Tỉnh Thất Bồng Lai vừa bị bịt miệng là nó vì lý do gì? Giờ thì quý vị sâu chuỗi lại, quý vị đã thấy đó, tôi không được cái lợi lộc gì hết. Kênh chuyên đề của tôi đang ngon lành vậy, tôi có điên đâu mà tự nhiên tôi đi strike copyright tôi. Quý vị thấy không? Tự nhiên đi strike copyright tôi đầy đủ hết. Và thậm chí là ở trong cái buổi livestream đó đó, tôi có hỏi trước Lê Thanh Minh Tú là có cần tôi chuẩn bị cái câu hỏi nào hay không, thì Tú bảo rằng là không cần, bởi vì Tú muốn để cho nó tự nhiên. Rồi bây giờ đổ lỗi cho Tú là người đánh bản quyền YouTube tôi nữa. Quý vị tưởng tượng một người đang làm YouTube ngon lành, mai cả ngàn người coi, 2.000 người coi, mắt mới thì tự đi strike mình như vậy. Quý vị làm cho cái channel nó đi xuống. Đâu có người nào dạy mà làm như vậy. Cho nên mình nhìn lại cái chiến lược này, ngay khi Tỉnh Thất Bồng Lai vừa bị khởi tố, họ bịt miệng tôi ngay trên kênh chuyên đề liền. Mà cũng nhờ vậy cho nên là kênh chính trị xã hội mới nhanh đạt được 100.000. Cho nên đó, thôi thì dạy thì hôm nay tôi chỉ ra luôn cho coi cái dạy đó. Nhờ các anh, nhờ các anh bịt miệng tôi mà hôm nay tôi được verify, xác nhận rằng tôi là hàng xịn, không phải hàng giả. Và cũng nhờ các anh nên hôm nay tôi cũng sẽ quảng cáo luôn 4 cái channel của tôi Xuân Hạ Thu Đông để khán giả nhìn thấy. Đây là kênh số 1 với cái hình tôi mặc là áo trắng. Đó, có cái dấu tích. Rồi đủ 4 mùa Xuân Hạ Thu Đông. Để xem thử coi, đến số 2 nữa chứ. Mình quảng cáo xong rồi mình phải nhớ. Tôi nhiều khi tôi dở quảng cáo cho bản thân quá, cho nên nhiều khi hỏi tôi số mấy tôi cũng không nhớ. Tôi để lần lượt trên các link thì khán giả nếu mà theo thì khán giả sẽ theo thứ tự nha. Thì số 1 là áo trắng, xong đến số 2 là áo đỏ. Đó. Rồi xong đến số 3 là áo xanh. Đây là hình mà tôi còn hoạt động, mà cái áo này tôi chọn. Đây. Rồi đến cái số 4, mùa đông thì nên chọn áo xám. Số 4 thì tôi có được 721 subscribe và tôi chưa có bấm, tôi chưa có upload cái video nào lên hết đó, cứ để tạm ở đó. Để nếu mà bị strike thì còn có cái mà mình gặp nhau ít nhất cũng gặp được 700 người. Và tôi đã bớt rồi, tôi không bình luận rồi, tôi đang chuyển chủ đề khác rồi. Tự nhiên muốn tôi hát bài Em Đứng Lên Gọi Mưa Vào Hạ để làm gì? Để mà họ cho tôi cái sức mạnh nhiều hơn. Họ cho tôi có cái sức mạnh nhiều hơn. Để mà
từ chỗ này sang chỗ khác. Bài này mai mốt hát là phải mời khán giả Thảo Vũ lên hát, là về hát là tôi làm sao mà hát lại Thảo Vũ được. Cho nên là họ họ càng chèn mình thì mình càng phải cho họ thấy. Cũng có nhiều khán giả khuyên tôi đó là từ từ, cẩn thận. Là vì gì? Là vì khán giả sợ rằng cái channel bình luận chính trị xã hội của tôi là bị đánh sập. Thực ra đó, họ đã tính sai trong lần này rồi. Khán giả có đồng ý không ạ? Vốn dĩ trước giờ các khán giả trên kênh chuyên đề áo đỏ của tôi không có gặp nhau với các khán giả trên kênh chuyên đề áo trắng. Và trên kênh chuyên đề áo trắng á, trên kênh bình luận chính trị áo trắng á, khán giả cũng không có quan tâm tới tỉnh thất bồng lai. Tôi có nhiều khán giả ở nhiều lĩnh vực khác nhau và mỗi người có một cái thế giới của mình mà ở đó họ không có gặp nhau. Nhưng bởi vì là họ bịt miệng tôi trên kênh áo đỏ, cho nên tôi buộc phải tiếp tục ở trên kênh bình luận chính trị xã hội. Từ đó khi mà vụ tỉnh thất bồng lai nó bị khởi tố đó, thì người ta vốn dĩ trước giờ không quan tâm tới tỉnh thất bồng lai, bây giờ lại phải đổ vào nghe tỉnh thất bồng lai, và như vậy là đã lợi nhiều hơn, lợi cho tôi nhiều hơn, hại cho đảng nhiều hơn. Vì sao? Vì khi mà đăng ký luôn kênh bình luận chính trị xã hội thì khán giả tự nhiên nghe được bò giáp vàng Tô Lâm, rồi nghe được an sinh xã hội, rồi nghe được vaccine, rồi nghe được y tế, rồi nghe được giáo dục. Nên tôi nói đó, tại vì các anh thôi, tính làm sao đó, bây giờ chắc ngồi kiểm điểm đúng không? Mày bịt miệng nó kiểu gì mà bây giờ nó được verify một kênh rồi kìa, rồi kênh này cũng trở lại kìa. Tôi đang ở Mỹ là xứ sở mà bảo vệ quyền tự do ngôn luận, cho nên không phải muốn bịt miệng ai thì bịt miệng đâu, mà bịt miệng nhau thì sẽ chuyển sang là gì? Sẽ chuyển sang là phải tranh đấu thôi. Tôi không bịt miệng được tôi thì sẽ không bịt miệng được bất kỳ người nào. Ở có khán giả xác nhận kìa, chị Quỳnh nói đúng, lúc trước em không xem kênh chính trị xã hội, nay nghe hết luôn. Vậy thì là phải cảm ơn họ để đem tôi đến gần với khán giả hơn. Cho nên anh nào mà ra cái chiến lược này, lo ngồi kiểm điểm đi, dại rồi. Chơi dại rồi, không phải chơi hay đâu, không phải chơi khôn đâu. Và quý vị có thấy rằng không có cái gì mà nó lạ lùng ở cái chỗ là họ bịt miệng mình ngay đúng ngày tỉnh thất bồng lai bị khởi tố. Ngay lập tức luôn là cái kênh chuyên đề chuyên dành để phân tích về tỉnh thất bồng lai không livestream được. Nó đâu có phải tự nhiên đâu quý vị. Rồi tiếp theo nữa, vừa hết cái khi mà bị strike copyright thì họ ngay lập tức họ làm cái gì? Họ strike liên tiếp một lần nữa. Và khi mà strike liên tiếp như vậy thì mình mới phát hiện ra rằng là khi mình viết thư cho YouTube, những thông tin mình cung cấp cho YouTube đưa qua đưa lại, cuối cùng họ biết để họ điều chỉnh từ đó để họ thay đổi. Và tôi nói đó, tôi viết thư không phải cho YouTube với cái channel của tôi, mà tôi viết thư trong tâm thức chỉ ra rằng đây là chiến dịch bịt miệng, đây là việc là trấn áp người khác. Ông Hoàng Duy Hùng thì ông cứ bảo rằng là ở bên Mỹ này ai bịt miệng được ai đâu. Vậy giải thích làm sao, tại sao tôi bị bịt miệng hết lần này đến lần khác vậy ông Hoàng Duy Hùng? Rồi lại nhờ vậy mà tôi có thêm một cái kênh chuyên đề số 2 mặc áo xanh xanh với hơn là đâu, với hơn 3.000 subscribe chứ. Mình để ý hồi nãy giờ tôi quên, tôi quảng cáo mà tôi quên để khán giả nhìn thấy từng cái avatar khác nhau, tại vì tôi dẫn link ở trên màn hình. Tại vì chính các anh làm cho tôi mạnh hơn, chứ còn bình thường tôi đâu có muốn lập ra kênh số 2, số 3 gì. Bịt miệng tôi được thì bịt miệng để tôi nghỉ làm YouTube, tôi đi chơi với con tôi. Nhưng mà không, đây điểm lại cái hành trình bịt miệng nè. Cái này là anh nhờ anh Thích Nhật Từ. Đầu tiên là phải cảm ơn anh Trần Ngọc Thảo, tại vì nhờ có anh Trần Ngọc Thảo mà từ cái cô áo trắng này nè, đây cô áo trắng này bây giờ có luôn cái dấu verify bên cạnh này, cổ mạnh lên rồi cổ chuyển qua cô áo đỏ, mà áo đỏ nhìn mặt cũng hơi xuất sắc nữa, cười cười theo kiểu giống là ông bịt miệng tôi hả, giờ tôi xuất hiện qua bên này nè. Đây
Nhờ có ổng mà chúng ta đã đi được với nhau những chặng đường như vậy nè khán giả. Khán giả nhìn thấy tôi mặc áo đỏ ở đây không? Đây là cái kênh số trên chuyên đề số 1 đó. Nhờ ổng mà có 28.000 subscriber. Rồi xong cũng chính vì nhờ cái chiến lược bịt miệng của ông nào mà khởi tố tỉnh thất bồng lai xong bịt miệng mẹ nắm cho tôi. Thì tôi lại gặp khán giả tiếp nữa ở trên kênh áo xanh. Đây là kênh áo xanh. Kênh này 3.000 mấy subscribe. Mặc dù là tôi chỉ có livestream một phố thời gian thôi. Rồi xong để chuẩn bị cho tinh thần bịt miệng cái kênh áo xanh này thì tôi chuẩn bị sẵn kênh mùa đông luôn, kênh áo xám luôn. Tôi nói rồi, tôi nhát lắm. Bịt miệng tôi là tôi im mà, thì tôi bịt miệng thì phải im thôi, thì qua qua kênh khác nói. Đây. Nhờ có họ mà tôi có thêm chừng người này người. Nhờ có họ mà tôi biết rằng là mình cái lửa trong lòng mình nó không tắt được là vì sao? Là bởi vì ngoài kia kẻ ác còn đông quá quý vị. Và có ai mà làm YouTube mà nếu mà đặt cái mục tiêu gọi là kiếm tiền lên trên hết mà lại chấp nhận trong lúc channel mình đang lên thì bị như vậy không? YouTube hiện tại về luật là khi mà các anh chị bị strike copyright, việc đầu tiên là để y nguyên đó, không xóa clip nha. Các anh chị mà xóa là tự động mình mất, đừng bao giờ xóa hết. Tất cả các cái clip mà tôi bị strike nó đều hiện ra trở lại hết. Và tôi không có xóa bất kỳ clip nào hết, như tôi nói với khán giả đó, tôi làm lỗi bị internet hoặc là hình ảnh nó nhòe, tiếng nó cà giật thì tôi mới xóa. Và từ khi tôi xóa tôi có thông báo. Còn nếu không không có thông báo liền sau đó mà khán giả hỏi thì tôi cũng sẽ tìm cho ra lý do, tại vì có nhiều khi mình coi lại đó mình thấy âm thanh nó nhòe quá, hình ảnh nó nhòe quá thì tôi xóa để tôi re-up một cái bản mà tôi luôn ghi. Vì khi tôi làm á là vừa có một cái bản livestream cho quý vị như thế này, nếu nó tốt thì không sao, nếu nó không tốt thì tôi còn có một cái bản backup nữa, nếu nó dở thì ngay lập tức tôi sẽ re-up cái bản đó lên. Cho nên ở đây nếu mà mình nhìn thấy rằng là họ ra sức không phải lần này tới lần khác mà là một cái chiến lược rõ ràng. Vậy thì có khán giả nói rằng là cái ekip, cái đội ngũ của tôi rất giỏi, thì khán giả nghĩ vậy cũng được. Nhưng mà quý vị sẽ thấy rằng đó, là nếu tôi nói với quý vị tôi có một mình thôi, có anh em bạn bè hỗ trợ sau lưng, nhưng mà chỉ có một mình tôi đương đầu thôi, thì quý vị có tin không? Tại vì một người không thể nào mà làm những chuyện này hết, khán giả nói như thế, nhưng mà thực sự là có một mình tôi thôi. Đồng hành cùng với tôi là khán giả. Họ làm cho chúng ta mạnh lên. Họ làm cho khán giả của tôi bớt sợ. Họ làm cho khán giả của tôi thấy những điều họ làm là trò hề trò cười. Thì từ đây chúng ta sẽ còn rất nhiều khó khăn trong thời gian tới. Và đặc biệt á, khi mà tôi thấy Nguyễn Sinh mà lên cái clip để nhắm vào, hoặc là viết bài để nhắm vào Lê Thanh Minh Tú, thì quý vị sẽ biết rằng là họ tìm đủ mọi cách để mà chặt đứng, họ tìm đủ mọi cách để mà bịt miệng người ta. Và nếu như khán giả của tôi viết lúc trước tôi không thích nghe chính trị, bây giờ tôi theo dõi không bỏ một clip nào, thì quý vị cũng sẽ thấy là khi tôi nói về chính trị nó không phải đáng sợ, nó không phải ghê gớm, nó không nhức đầu như là khán giả nghĩ. Nó là hơi thở, nó là đời sống của quý vị hàng ngày. Chính trị nó đến trong từng bữa ăn, nó đến trong từng giá tô phở, nó đến trong từng giá xăng. Và mỗi ngày chúng ta sống, chúng ta thở trong bầu không khí của chính trị. Cho nên hôm nay thì tôi cũng chính thức thông báo với khán giả là mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Sau khi tôi livestream về tình hình chính trị xong ở trên kênh Áo Trắng, kênh bình luận chính trị, thì tôi sẽ quay trở lại với kênh chuyên đề như bình thường. Bởi vì sao? Bởi vì tôi muốn phân chia các cái chủ đề nó ra rõ ràng và tôi cũng dễ tập hợp tư liệu. Thì quý vị cũng sẽ nhìn thấy cái chặng đường chúng ta đã đi với nhau nó không có đơn giản. Có những cái khó khăn mà tôi không có nói cho khán giả biết. Tự nhiên ngủ dậy một phát mười mấy cái clip strike, nếu người ta không bình thường người ta lúng túng, người ta gọi người này người ta gọi người kia rồi. Nhưng mà tôi thì gian khó nhờ anh Thích Nhật Từ anh huấn luyện mình rồi,
Lúc mà tôi bị strike lần đầu tiên thì tôi lúng túng thiệt, vì tôi không có chưa bao giờ bị mà bị liên tiếp. Thì tôi gọi xin hỏi cầu cứu, xong rồi làm sao nữa? Xong rồi ngay lập tức là người mà đúng ra tôi nghĩ là thế giới để anh lo, ông kêu kệ, giờ đang mắc bận rồi, ông đi chơi rồi, rồi thôi từ từ đi. Rồi tôi nghĩ là à cũng đâu có gì đâu phải vội. Và tôi đã gặp lại khán giả bắt đầu từ từng từng người một. Nếu khán giả nhìn lại, bây giờ thì tôi còn có cái channel áo trắng để backup, nhưng ngay lần đầu tiên á, khi mà tôi bị ông Thích Nhật Từ bịt miệng trong cái clip về vụ Võ Hoàng Yên mới đình đám á, cũng gần một năm rồi quý vị, tháng 3 năm 2021, cuối tháng 3 năm 2021. Thì họ làm gì? Cuối tháng 3 năm 2021 là ông Thích Nhật Từ strike copyright tôi. Rồi tôi gặp lại từng, tôi xây lại từng người, từng con số một, con số một, chứ không phải là có ai giúp sức nữa. Cái kênh chuyên đề số 1, khán giả còn nhớ những ngày đầu chúng ta có vài chục người không? Thậm chí có 5-10 người thôi. Rồi sau đó chúng ta lên 5.000, 10 người, 5.000 người, rồi chúng ta lên 7.000 người, cuối cùng chúng ta đi hai mươi mấy ngàn người trong đó. Thì nó là nỗ lực chưa tới một năm, nhưng điều đó nó cho tôi thấy cái gì? Ít nhất 28.300 con người khác kiếm thấy tôi, nhìn thấy tôi. Ngày hôm nay chúng ta gặp lại ở đây, tôi có thể hãnh diện nói với quý vị rằng là chúng ta gặp nhau từ con số 0. Nhưng mà có hai mươi mấy ngàn con người muốn cùng nhau nghe sự thật. Đây, đây là cái channel mà tôi phải nói rằng là tôi hãnh diện là vì sao? Rồi bởi vì quý vị biết tôi từ con số 0. Nó không còn là mẹ nấm mới đi từ nhà tù ra nữa. Nó không còn là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được sự ủng hộ này kia kia nọ nữa, mà nó rõ ràng là từ con số 0. Có nhiều anh chị gặp tôi ở đây, chứ các anh chị đâu biết tôi ở chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ. Các anh chị đâu có nhìn thấy tôi ở cái kênh bình luận chính trị. Nhưng khi mà mình nhìn ở đây đó, đây, mọi người nhìn thấy không ạ? À? Tôi có 28.300 con người gặp tôi từ con số 0. 28.300 con người gặp tôi từ con số 0, thì tôi cũng sẽ ráng để tôi nhét lại cái channel này vào. Và tôi không biết làm sao mà các bạn làm thành bốn con số tròn gần nhau mà tôi làm nó xuống hàng vậy, chắc tôi cũng phải nghiên cứu thêm chút nữa. Nhiều người làm giỏi hơn tôi còn phải đọc chỗ này chỗ kia để làm cho nó đẹp ra. Vừa vừa phải nghĩ cho nó đẹp, vừa phải nghĩ cho nó bắt mắt, mà vừa phải nghĩ làm sao để mà chiến đấu đối với những người khác. Thì quý vị thấy nó cũng là một phần hãnh diện khi chúng ta không bị bịt miệng chứ. Cho nên rất là cảm ơn khán giả, vì quý vị đã đặt niềm tin vào tôi, vì quý vị đã đi cùng tôi ở đây với cái này cái kia cái nọ. Xin hỏi thẳng mẹ nắm một câu, còn cộng tác với các tổ chức nhân quyền không? Sao kênh YouTube bị đánh bản quyền mà không báo cáo với các tổ chức này về quyền tự do ngôn luận bị xâm phạm? Bạn ăn lộn thuốc gì hả bạn? Sao bạn này cứ lần nào hỏi tôi có cộng tác với các tổ chức nhân quyền hay không? Các tổ chức nhân quyền đâu có nhiệm vụ đi gỡ kênh YouTube cho bạn. Bạn đi vào tham gia vào trong kênh YouTube thì bạn phải chiến đấu trên chính cái chỗ YouTube đó bằng chính thực lực của bạn, với tổ chức nhân quyền nào mà đi giải quyết cái chuyện bạn bị bịt miệng trên YouTube. Ai giải quyết cho bạn được cái chuyện đó? Các tổ chức nhân quyền bộ người ta ăn ở không rảnh rồi để đi làm cái chuyện này hả? Và quyền tự do ngôn luận bị xâm phạm cái gì ở đây? YouTube họ làm theo đúng luật của họ, chứ họ có biết là ai đâu. Hỏi một cái câu hỏi mà tôi nghĩ coi thường cái người khác, mà bạn này bạn thường xuyên cái lúc nào cũng hỏi, còn làm việc với các tổ chức tụi tôi làm hay không làm tôi phải báo cáo với quý vị hả? Tôi làm hay không làm thì quý vị tự coi trong những cái bản tin, quý vị tự coi các cái tin tức, quý vị tự coi những cái chất vấn chứ. Hỏi cái câu hỏi gì mà cho thấy cái sự ích kỷ của cá nhân mình? Một mình tôi mà bị bịt miệng trên YouTube mà gọi đó là cái chiến lược xâm phạm quyền tự do ngôn luận gì? Mình nói cái gì mình cũng phải nói cho nó đúng căn bản chứ. Bao nhiêu người bị
bao nhiêu người bị cái này cái kia cái nọ. Mẹ tôi không có chơi YouTube nha, mẹ tôi không có theo dõi YouTube nha, ai đem tên mẹ tôi lên YouTube tôi tiễn á, đầu năm đầu tháng đừng chọc tôi chửi á. Tôi tử tế hiền lành này, đừng có trèo lên đầu lên cổ tôi nha. Một lần hai lần rồi chứ không phải là lần này là lần đầu tiên đâu. Bạn Đông Thuần Nguyễn, tôi mời bạn đi ra khỏi diễn đàn của tôi luôn, khỏi khỏi phải lịch sự, tại vì để mất đỡ mất thời gian của những người khác. Cứ hả, cứ lâu lâu có chuyện là còn làm việc với các tổ chức nhân quyền của tôi làm, tôi phải báo cáo hả? Có trả lương cho tôi không mà tôi phải báo cáo? Và thật sự quý vị, ở đây đó có rất là nhiều cái câu chuyện mà mình quan sát, mình theo dõi một thời gian dài đó. Thực sự lúc mà tôi bị bịt miệng á, hoặc là tôi bị thế này thế kia, không có ai tìm cách, ồ Quỳnh ơi cái này nó bị vậy làm sao, cái kia nó làm sao, cái kia nó cái nọ nó làm sao, tôi phải tự giải quyết cái vấn đề đó bằng chính bản thân tôi. Và nếu mà tôi làm được thì tôi muốn truyền kinh nghiệm lại cho người khác. Và nên nhớ rằng người ta hoạt động nhân quyền là người ta nhìn vào chiến lược. Và cái chiến lược này là cái chiến lược mà nó buộc YouTube sẽ phải thay đổi chính cái luật chơi của mình. Bởi vì không thể để cho nguyên một cái lực lượng giống như là lực lượng AK47, lực lượng dư luận viên mà bịt miệng người ta được. Không phải không bịt miệng được tôi thì tất cả những người khác cũng sẽ không bịt miệng được. Vì cái trò strike copyright này, như tôi có nói đó, nó là cái cách nhanh nhất để buộc một YouTuber im tiếng. Ai mà theo dõi cái nội dung, cái bài này, cái chiến lược này đó thì quý vị sẽ thấy nó thể hiện qua chính bản thân tôi là rõ nhất nè. Cứ có chủ đề gì nóng hổi không ấy là họ strike ngay lập tức để cho mình im. Cho nên tôi nói ở đây đó, nó không phải chỉ là cái câu chuyện của cá nhân tôi mà nó là chiến lược của công an, chiến lược của cả một cái hệ thống gọi là lực lượng tác chiến trên không gian mạng. Vừa rồi mới bổ sung một cái ông lãnh đạo mới đó. Cái chiến lược này nó là cái gì? Hạn chế tiếng nói phản biện của người ta. Cho nên những người mà họ nói về vấn đề gì đó, họ sợ, họ không dám nói, họ sợ mất kênh YouTube, họ sợ bị strike, họ sợ bị đánh cái này cái kia cái nọ. Quý vị nhìn lại đối với trường hợp của Trương Quốc Huy cũng vậy thôi. Khi có cái phản biện tranh luận đó thì quý vị cũng biết YouTube họ có cái luật copyright là để bảo vệ bản quyền sáng tạo của người sử dụng. Nhưng đồng thời YouTube cũng có một cái luật khác là fair use, để người sử dụng YouTube có thể sử dụng các tư liệu khác được chia sẻ công khai trên cái nguyên tắc bình luận phản biện. Và điều này quý vị thấy là tôi hạn chế, rất là hạn chế. Tại sao mà nhiều người hỏi tôi không đưa cái này vô, tôi không đưa cái kia vô, mẹ nắm phải làm cái này, có cái này mới thuyết phục, có clip kia mới thuyết phục, có hình ảnh này mới thuyết phục. Tất cả những thứ đó nó là công sức sáng tạo của người khác chứ có phải của tôi đâu mà tôi đưa lên. Trừ khi họ sử dụng cái tiếng nói của họ để mà chèn ép người khác, chà đạp người khác, thì tôi xài nó với tư liệu là vì gì? Anh nói công khai, giống như tôi nói công khai, tôi cũng phải chịu trách nhiệm về những gì tôi nói công khai. Chỉ riêng tại Việt Nam cái chuyện strike copyright này nó thành cái nghề. Mà cái nghề này ngoài cái chuyện để một số cá nhân có thủ thuật chút xíu trên internet kiếm sống thì nó trở thành một cái chiến thuật của an ninh. Mà an ninh sử dụng cái thủ thuật này là bịt miệng những người phản biện. Thì về nguyên tắc khi có strike copyright thì YouTube sẽ thực hiện cái quyền giám sát của mình giữa cái bên strike và người bị strike. Và kết quả nếu mà anh bị strike 3 lần liên tiếp đó thì anh sẽ phải bị tạm dừng livestream, không được upload video, không làm gì được hết á. Chỉ có thể là sử dụng cái tab community để thông báo tình hình thôi, viết thôi, chứ còn livestream hay là upload video là không được. Mà quý vị cũng biết nền tảng của YouTube là livestream hay upload video rồi. Cho nên dựa trên cái quy định này của YouTube, tôi sẽ cho anh 10 tới 14 ngày. Rồi anh kia kiện anh đúng không? Rồi tôi cho anh trình bày lại thì người lựa chọn á, cái người bị strike sẽ có hai lựa chọn. Một là đi năn nỉ trực tiếp với cái anh đánh bản quyền mình, mà quý vị cũng biết đời thuở nào tôi đi năn nỉ ai, nếu tôi sai tôi sẽ chịu. Cho nên tôi chọn cách là kháng cáo với YouTube. Thì khi tôi kháng cáo với YouTube, YouTube đứng chính giữa sẽ chuyển cái thư kháng cáo của tôi cho cái người kháng cáo. Anh đánh strike người ta nói như vậy nè, anh coi đi. Rồi tôi cho anh 10 tới 14 ngày. Anh phải cho tôi thấy bằng chứng, anh chứng minh rằng là cái người mà bị anh strike copyright đó, quý vị gọi là đánh gậy đó,
họ vi phạm về luật pháp và tôi đem cái vụ này ra tòa như thế nào thế kia thế nọ, thì tôi sẽ sử dụng đúng cái hình thức về pháp lý đó, tôi đứng chính giữa tôi phân xử tiếp. Mà đa phần strike tầm bậy thì làm gì có cái phán quyết tiếp theo để mà đưa ra, cho nên họ sẽ bịt miệng người ta ít nhất từ 10 tới 14 ngày. Mà 10 tới 14 ngày nó không phải là đúng 10 tới 14 ngày, mà nó phải trừ những ngày làm việc ra, trừ những ngày nghỉ lễ ra, gọi là 10 tới 14 ngày business day thôi, chứ không phải là 10 14 ngày theo chúng ta ngồi đếm, ngày 10 cộng 10 ngày là ngày 20 hay cộng 14 ngày là ngày 24, không phải. Nó có thể kéo tới ngày 26 hoặc ngày 28 hoặc ngày 30, nó tùy theo cái tuần đó người ta có nghỉ lễ Noel, nghỉ lễ Thanksgiving không nữa. Cho nên lần sau mà strike copy ra tôi chỉ cho nè, canh đúng mấy cái ngày mà lễ Noel rồi gì đó, mấy cái ngày mà quốc tế người ta nghỉ đó, strike đi rồi kéo dài ra được hơn nữa. Mấy anh an ninh, tôi chỉ luôn đó, vẽ đường cho hươu chạy luôn đó. Để tôi coi thử coi, dựa trên cái nguyên tắc này, cái trò kiếm tiền dơ bẩn bằng strike copyright, và thậm chí họ đâu có ngần ngại gì quý vị, họ quảng cáo luôn ở trên YouTube là thế này thế kia thế nọ, chúng tôi sẵn sàng rip. Rip là gì quý vị? Rip là rest in peace đó, là rest in peace là tiễn một cái kênh YouTube lên đường cho nó đi vào vũ trụ đó. Họ có những cái dịch vụ như thế, và cái hành động lạm dụng có tổ chức này là xuất phát từ bên trong Việt Nam, và nó chính là cái chiến lược của an ninh. Quý vị cũng thấy khi tôi chuyển từ văn viết sang văn nói, hay là nói nôm na là từ blogger sang YouTuber, thì tôi đã bị bịt miệng một lần rồi. Và cuối cùng là gì nữa? Cuối cùng là cái thủ thuật của Thích Nhật Từ được ghi nhận là một cái chiến dịch có tổ chức. Cho tôi hỏi quý vị, ai rảnh ngồi, à cái clip này nó từ phút này tới phút này, nó lấy ở trong cái đoạn này từ phút kia tới phút nọ, họ làm như vậy đó quý vị, mười mấy cái clip. Ông Thích Nhật Từ bộ ông không ngồi tụng kinh, không giảng đạo hay sao, ông bỏ thời gian ra ông làm như vậy? Cho nên phải có đội ngũ đứng đằng sau, và Thích Nhật Từ chỉ là công cụ thôi. Thì khi mình phát hiện ra cái chiêu của Thích Nhật Từ là công cụ, thì họ thay đổi, họ biến chiêu liên tục. Và quý vị cũng nhìn lại là từ ngày 4 tháng 1 của năm 2022, tỉnh Thất Bồng Lai bị khởi tố, kênh chuyên đề của tôi bị strike một lần ba cái. Cái chiến lược này phân công bài bản, hợp lệ, hết hạn 10 đến 14 ngày, strip, strike tiếp một lần nữa 17, 16, 16, 17 cái clip. Và điều đó có nghĩa rằng là cái kênh chuyên đề số 1 áo đỏ của tôi tạm thời không dừng, không livestream được ít nhất là một tháng rồi đó. Từ ngày 4 cho tới ngày hôm nay ngày 3 là gần một tháng rồi quý vị. Tròn một tháng đó, nó đúng với cái thời điểm của Thích Nhật Từ làm mà tôi gặp lại quý vị trên kênh này. Cho nên tôi có nói đó, cái nguyên tắc của tôi là tôi không bao giờ xóa clip hết, trừ những lần tôi bị sự cố kỹ thuật thôi. Tôi xóa clip thì tôi thường thường tôi nhớ là tôi không nói liền, nhưng mà ngày hôm sau tôi có thông báo với quý vị. Cho nên ai mà chưa hiểu luật chơi về YouTube hay chưa rõ cái chiến lược bịt miệng của Cộng sản thì nên nhớ. Và cái chiến lược này không có ai giúp được hết, không có tổ chức nhân quyền nào giúp được hết. Chỉ có thể ghi nhận nó như mình là một nạn nhân, mình là một cái nhân chứng trực tiếp, và từ đó mình đề đạt với YouTube thông qua những cái chiến lược khác, ví dụ như tranh đấu cho tự do ngôn luận, YouTube hay Facebook phải bảo vệ những người bất đồng chính kiến, nó là một ví dụ góp vào. Và quý vị nhìn lại, khởi tố tỉnh Thất Bồng Lai, bịt miệng mẹ nắm, bắt đầu tung tin tấn công bới móc tôi là tự xóa clip, rồi Lê Thanh Minh Tú xóa clip của tôi. Nó không phải là câu chuyện ngẫu nhiên, nó là có một kế hoạch có tổ chức. Cho nên tôi chỉ mong rằng những ai dù vô tình hay cố ý chụp mũ cho tôi hay cho Lê Thanh Minh Tú thì hãy là những người có lương tri, biết tỉnh táo nhìn nhận vấn đề sự việc lúc này để mà đưa ra những lời bình luận thể hiện mình là con người. Chỉ có con người mới biết đau khổ trước nỗi khổ đau của đồng loại, chỉ có con người mới không quay lưng trước cái nỗi đau của đồng loại thôi. Còn và những người mà chỉ biết chăm chút cho bộ cánh, cho bộ lông của mình đó, thì nhớ lại cái câu mà chỉ có súc vật mới quay lưng trước nỗi đau khổ của đồng loại. Và tôi hy vọng rằng khi tôi đã trở lại thì khán giả sẽ tiếp tục đồng hành cùng tôi, bởi vì quý vị chính là năng lượng, quý vị chính là người bạn đường, quý vị chính là động lực để cho tôi biết rằng ngày nào đó vẫn còn có một người nói, một người nghe, thì tôi vẫn sẽ tiếp tục cái phần việc này, cho dù sẽ còn bị bịt miệng lần 2, lần 3, lần thứ N trước mắt thôi quý vị.
Rất cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả quý khán thính giả đã dành cho tôi trong chủ đề ngày hôm nay. Mến chúc sức khỏe bình an, chúc các khán giả tại Việt Nam ngủ ngon, chúc các khán giả cùng múi giờ một ngày an lành. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.